Dưới đèn trang trí xin chào tất cả các bạn, chúc bạn một ngày mới tốt lành. Thì đây nó là những cái đèn, chiếc đèn trụ cổng năng lượng mặt trời, hình cây tùng và hình chim hạc. Thì đây đang là cái đơn hàng mà Thời Tiết Đèn Trang Trí đang chuẩn bị đóng hàng và gửi đi xa cho một khách hàng ở thành phố Hồ Chí Minh các bạn ạ. Thì nhà khách hàng này thì là một cái biệt thự các bạn. Đó thì toàn bộ hệ thống trụ cổng này thì được anh để trên các cái đấu cột của những cái cổng, những cái tường rào của nhà khách hàng các bạn nhé. Vâng, em nghe anh ơi. Pin à, để quên em nhìn lại. Anh chờ em chút. Vâng, chờ em nhìn lại. Có pin anh ạ. Vâng, thiếu mỗi cái chip, thiếu mỗi chip led rồi. Okay. Vâng. Thì toàn bộ những cái đấu cột của cái tường rào nhà khách hàng thì sẽ được trang trí trên các cái đầu cột bằng những cái chiếc đèn trụ cổng hình con chim hạc này. Có thể mình gọi đây là con chim phượng cũng được các bạn nhé. Chim phượng hoặc là con hạc. Đó. Thì đây thì cái toàn bộ những cái chiếc đèn này được làm bằng chất liệu nhôm các bạn nhé. Đó thì nó sẽ nó được cấu tạo thì những cái đèn trụ cổng này nó được cấu tạo từ 3 thành phần. Thứ nhất là phần mái thì nó có gắn những cái tấm năng lượng mặt trời. Đó như bạn thấy được ở đây thì nó có 4 cái tấm năng lượng mặt trời các bạn nhé. Tiếp theo nữa là cái phần thân đèn. Thì phần thân đèn đây thì nó sẽ được từ vị trí này đến vị trí này. Và tiềm phần tiếp theo nữa thì nó là phần chân đế của cái chiếc đèn này các bạn nhé. Đó thì nó được cấu tạo từ 3 cái bộ phận này, nó liên kết với nhau thì nó sẽ tạo ra thành một cái khối liền thể. Hoặc ví dụ cái chiếc mẫu đèn cây tùng loại to này cũng thế các bạn ạ. Đó thì nó sẽ liên kết được 3 phần. Thứ nhất là phần mái này, phần thân và phần chân đế này. Thì như bạn thấy ở đây thì nó đều có những cái vị trí liên kết ốc để nó liên kết 3 cái khối này lại với nhau các bạn nhé. Đó, bạn thấy đâu ở đây này, phần thân đèn, phần mái. Đó thì như cái mẫu đèn to này, mẫu đèn 400x400 này, như bạn thấy được cái tấm pin năng lượng mặt trời bên trên của nó rất là to các bạn. Nó to phải gấp đôi cái chiếc 250x250 này. Đó thì mình cũng chia sẻ sơ qua cho các bạn một chút xíu để các bạn biết được cái những cái mẫu đèn này. Đó thì mình sẽ đi sâu chi tiết hơn các bạn nhé. Ở thì đây ở nhà mình gần mặt đường cho nên là nó cũng khá là ồn. Các bạn ấy mà thấy ồn quá thì các bạn thông cảm nhé. Đó thì thứ nhất ở đây thì như bạn thấy được cái hình chim hạc ở đây thì tất cả bốn mặt nó đều là giống nhau các bạn nhé. Thì trên mỗi cái bề mặt của nó thì nó đều có những cái họa tiết hoa văn. Đó thì nó tạo cho cái mẫu đèn này nó có một cái sự gọi là rất là hơi classic một chút các bạn nhé. Đó. Tức là mình sẽ có một cái cảm giác nó phong cách nó hơi Nhật Bản một chút. Đó, bởi vì nó có những cái hình ô vuông như thế này, rồi những cái họa tiết như thế này, mình sẽ tạo cho mình một cái cảm giác nó mang phong cách nó hơi Nhật Bản một chút. Rồi, các bạn đi sâu vào cái chi tiết bên trong các bạn. Mình sẽ đi sâu vào cái chi tiết bên trong một chút xíu. Thì như bạn thấy ở đây thì cái chiếc đèn nào thì nó cũng đều được gắn thêm một cái chiếc đuôi E27 để chúng ta có thể gắn đấu điện 220V vào đây các bạn nhé. Thì cái này nó chạy bằng điện lưới. Đấy là với những khách hàng mà gọi là muốn là mình đấu thêm. Cái thứ hai nữa là như bạn thấy được ở bên trong này thì nó có một cái vỉ led các bạn. Thì cái vỉ led này nó có 3 chế độ ánh sáng các bạn nhé. Đó là ánh sáng trắng, vàng và ánh sáng đỏ. Đó, nó sẽ có 3 cái ánh sáng như thế này. Cái bề mặt, 4 bề mặt xung quanh này, ngoài cái hình này ra thì ở bên trong này nó có một cái màu trắng trắng này. Thì nó chính là bằng cái lớp bằng mica các bạn nhé. Cái lớp này là lớp mica để khuếch tán ánh sáng. Khi mà ánh sáng nó được phát ra từ cái chip led này thì nó sẽ phản xạ sang 4 cái mặt này và nó tạo ra cái luồng sáng nó hắt ra ngoài các bạn nhá. Thì nó sẽ tạo ra được cái ánh sáng nó rất là đẹp. Tuy nhiên phía bên trong này nữa thì nó sẽ còn một cái hệ thống pin lưu trữ ở trong này đó các bạn nhá. Đó thì nó đảm bảo được cái lượng lưu trữ pin để nó đủ để nó phát sáng cho cái chim led này. Thì ngoài cái tính năng gọi là đèn tự động sáng, tức là tự động bật sáng khi trời tối và tự động tắt khi trời sáng ra, thì nó sẽ có một cái phần điều khiển nữa các bạn nhé. Thì đây nó chính là cái phần điều khiển của cái chiếc đèn này.
Nó là cái chiếc điều khiển từ xa. Ví dụ là chúng ta sẽ bật nó ở cái lần đầu tiên khi chúng ta muốn nó sáng các bạn nhé. Sau khi bật nó sáng rồi thì chúng ta cứ để đèn cho nó tự sáng tự tắt các bạn nhé. Tức là nó sẽ tự nhận cái cảm biến tự động tắt bật của cái ánh theo cái ánh sáng các bạn ạ. Đó. Còn ngoài ra thì mình có thể mình chỉnh ở những cái chế độ màu của cái chiếc đèn này. Ví dụ là mình thích màu đỏ hoặc mình thích ánh sáng trắng hoặc là mình thích ánh sáng vàng chẳng hạn thì mình cứ tắt bật, mỗi lần tắt bật nó sẽ tự nhảy một cái màu khác nhau. Thì để chúng ta khi mà nó nhảy đến cái màu ưng ý thì chúng ta sẽ để lại cái màu đó và cứ thế đèn nó sẽ tự nhận cái màu đó cho đến phần còn lại các bạn nhé. Đó, như bạn thấy là cái màu đen của cái mẫu đèn này thì nó tạo ra một cái cảm giác nó rất là chắc chắn các bạn nhé. Nó rất là chắc chắn và nó có một cái gì đấy nó rất là na ná giống cái phong cách Nhật Bản. Đó, rất là đẹp ở đây. Rồi, tiếp theo nữa thì đến cái mẫu đèn trụ cổng hình cây tùng này. Thì như bạn biết rồi, ý nghĩa của hình cây tùng thì nó mang tới cái sung túc hay là nó mang đến những cái điều rất tốt đẹp cho với gia chủ. Đó, thì với họa tiết là cây tùng nó mọc trên núi các bạn nha. Kia là đám mây và hình mặt trời. Đó, rất là hay. Thì cái chiếc đèn này thì nó cũng sẽ giống như những cái chiếc đèn này các bạn nhé. Những cái chiếc đèn cây tùng này cũng giống như là cái chiếc đèn con chim hạc này thì nó cũng sẽ có hệ thống tự động cảm biến ánh sáng. Thì về cái chiếc đèn to này thì tại mình đang tháo rời ra để mình đóng vào thùng các bạn ạ, để cho khi di chuyển nó dễ hơn. Bởi vì là khi nếu mà lắp hoàn thiện cả những cái phần chóp mái này vào nữa thì nó sẽ cao hơn cái thùng. Chính vì thế mình sẽ lắp ra, mình sẽ tháo nó ra để cho nó xếp vừa cái thùng gọn nha, để đảm bảo khi di chuyển đi xa thì nó được đảm bảo cái sự an toàn và chắc chắn. Đó, như mình vừa chia sẻ ở kia với các bạn thì nó cũng cấu tạo 3 phần và bên trong nó cũng có hệ thống chip led, hệ thống pin lưu trữ và cái tấm năng lượng mặt trời. Ngoài ra thì nó cũng có một cái chiếc điều khiển từ xa. Đó, thì điều khiển từ xa thì nó gồm nút tắt bật rồi tôi chọn các chế độ các chế độ sáng, ban ngày ban đêm rồi chế độ auto. Mỗi lần các bạn bấm auto về thì đèn nó sẽ tự động đổi màu các bạn nhé. Đó, thì về cơ bản thì một cái chiếc đèn trụ cổng năng lượng mặt trời nó sẽ có cấu tạo như thế. Đó, cấu tạo về phần thân vỏ của nó, phần mái, phần thân và phần chân đế. Rồi cấu tạo về hệ thống pin ánh sáng, rồi năng lượng mặt trời, rồi thêm cái phần lắp những cái đuôi điện điện lưới 220V để chúng ta có thể lắp bổ sung ánh sáng, có thể chúng ta lắp mong muốn màu theo ý của chúng ta, và chúng ta có thể là lắp để nó tăng thêm cái công suất sáng thì chúng ta sẽ lắp thêm những cái bóng điện rời và chúng ta đấu điện 220V các bạn nhé. Đó, thì cái mẫu hình cây tùng này thì nó cũng sẽ có rất là nhiều mẫu và tùy thuộc theo cái kích thước thì nó sẽ có những cái mẫu tùng khác nhau các bạn. Ví dụ là còn nó sẽ có những cái mẫu tùng như thế này, hoặc là nó sẽ có những cái mẫu tùng nó như thế này, hoặc là nó sẽ có mẫu cây tùng con hạc các bạn nhé. Tức là ngoài cái tùng này ra thì ở phía bên này nó sẽ có một đôi hạc nó đứng ở phía bên này nữa. Thì cũng tùy cái nhu cầu khách hàng hoặc là những cái sự lựa chọn những cái mẫu mã của khách hàng thì bên Thế Giới Đèn sẽ tư vấn cho các bạn những cái mẫu đèn nó phù hợp các bạn nhé, để nó phù hợp với lại cái mong muốn cũng như nhu cầu của các bạn. Thì tất cả những cái đèn bên Thế Giới Đèn đều được bảo hành từ 12 đến 24 tháng các bạn nhé, cho cái hệ thống thứ nhất hệ thống năng lượng mặt trời, rồi cho cái hệ thống pin và hệ thống chip led các bạn ạ. Đó, thì mình sẽ bảo hành từ 12 đến 24 tháng, thì nó tùy từng dòng, tùy từng mẫu mã các bạn nhé. Thì công suất của nó thì có những loại từ 5W, 7W, 9W hoặc 12W thì cũng tùy theo cái kích thước thì nó sẽ có cái công suất đèn khác nhau các bạn nhé. Thì đương nhiên những cái mẫu đèn nhỏ thì nó sẽ có công suất nhỏ và những mẫu đèn to thì nó sẽ có những cái công suất lớn hơn. Thì chiếc đèn này khi được sạc đầy thì nó sẽ sáng được khoảng trên dưới 10 tiếng các bạn nhé. Thì các bạn cứ yên tâm là trong vòng một đêm tầm khoảng 3-4 giờ sáng thì nó vẫn sáng đến tầm đó. Ok, hiện tại thì mình cũng làm một chiếc video ngắn để giới thiệu sơ qua một chút xíu về cái đơn hàng mà mình đang chuẩn bị CB thành phố Hồ Chí Minh các bạn ạ. Thì bên Thế Giới Đèn Trang Trí đều xếp hàng đi toàn quốc các bạn nhé. Các bạn có nhu cầu thì các bạn cứ liên hệ hoặc tham khảo thêm mẫu những cái mẫu đèn trụ cổng hoặc là những cái mẫu quạt trần trang trí rồi đèn chùm, hoặc là các bạn cần nhu cầu sử dụng những cái hệ thống quạt đèn quạt tích điện như thế nào, hoặc là những cái chiếc quạt chạy tích điện và có thêm tính năng chạy năng lượng mặt trời, hoặc là có thêm tính năng chạy thêm cả kẹp bình thì cứ liên hệ với bên mình các bạn nhé. Qua số điện thoại mình đã để ghim trên màn hình.
thì các bạn có thể gọi điện trực tiếp hoặc là các bạn có thể nhắn tin qua Zalo cho mình, thì bên mình sẽ hỗ trợ miễn phí là tư vấn cho các bạn nhé. Thì các bạn cứ mạnh dạn mà gọi điện hoặc là nhắn tin qua số điện thoại Zalo cho mình, thì bên mình sẽ hỗ trợ tư vấn miễn phí cho các bạn những cái mẫu đèn trụ cổng năng lượng mặt trời, rồi mẫu đèn chùm, quạt trần, đèn nội thất, ngoại thất, sẽ để làm sao để cho nó phù hợp với lại cái mong muốn của các bạn, cũng như là nó phù hợp với cái công năng sử dụng của nhà các bạn nhé. Rồi ok các bạn, thì video của mình đến đây hết rồi. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo.